Hello, welcome back to my channel Lubu Live Vlogs. À, và hôm nay thì Lubu sẽ làm một cái video với chủ đề là make up. Tại vì lâu rồi các bạn thì Lu không có đi đâu cho nên là Lu sẽ không có make up thường xuyên á. Thì bây giờ mình sẽ make up lại để xem dạo này make up như thế nào các bạn. Ok và ready. Sẵn sàng nha các bạn nhé. Cái bước đầu tiên á, thì Lu sẽ đánh như là cái này là chống nắng các bạn, kem chống nắng. Thì mình hay xài cái nhãn là Nivea các bạn ha, Nivea ha. Thì cái loại này là cái chỉ số chống nắng đó là 50 50 gì đó, VB cộng gì đó. Thì nói chung là đây là cái chỉ số mà chống nắng á, y là độ chống nắng cao hay thấp thì nó sẽ dựa vào cái chỉ số này đó các bạn. Thì nói chung là cái này là Sun Serum. Cái này mình mua là như là 130 thì phải các bạn, mình mua ở trong cái siêu thị Cosmax các bạn. Cosmax á. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện là đánh nha. Đánh cái kem chống nắng ha. Thì cái này á, cái loại này là cái màu hồng các bạn. Cái màu hồng thì nó là chống nắng chống nắng mà dạng là dưỡng trắng nữa các bạn. Ồ đây ha. Rồi ok, là mình sẽ đánh đều ha, đánh đều luôn đó. Thì cái này thì mình thường hay mình sẽ xài bằng tay các bạn, sẽ đánh bằng tay nè đó. Thì cái chống nắng này hầu như là mình xài mỗi ngày các bạn, mình xài mỗi ngày. Tại vì theo mình được biết thì chống nắng thì các bạn nên xài thường xuyên, tức là mỗi ngày các bạn đều xài. Mặc dù các bạn có đi ra nắng hay các bạn ở nhà thì các bạn cũng nên xài ha, để cho cái y là mình ở trong nhà nhưng mà cái ánh nắng nó cũng có thể là ít khi mình đi ra đi vô đi trong nhà đó thì ánh nắng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái da của bạn á. Thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng mỗi ngày ha. Đó, và đặc biệt là cái dạo này thì mình đi làm á, xong rồi mình đi ra ngoài rất là nhiều, xong rồi cái nó hay thường xuyên bị đen á, tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên á các bạn thì nó sẽ rất dễ bị đen. Đó thì bây giờ mình dạo này thì cái da nó hơi bị đen rồi đó. Đó, ok. Oh baby, I see a close up in the world, but I'm not coming. Đó. Ok. Và thì cái này là xong rồi các bạn. Rồi thì bây giờ mình xong rồi mình sẽ như là đánh cho nó tích gì nè đó. Đánh cho nó thì nói chung các bạn nên thoa cổ luôn ha, nhưng mà tại bây giờ hơi lazy đó cho nên là mình sẽ đánh ở trên cái mặt thôi ha. Put on sun serum on my face. Và cái bước tiếp theo á, thì mình sẽ là sử dụng kem nền nha các bạn. Cái kem nền thì cái này là hồi bữa mình mua cái nói chung là không biết là phải chất lượng hay không nữa, nhưng mà mình mua ở trong cái nói chung là cũng có shop mỹ phẩm á các bạn. Thì ok, và bây giờ mình sẽ đánh nha. Rồi mình sẽ lấy một cái lượng nhỏ thôi, tại vì cái này nó rất là ấy các bạn, cho nên là các bạn chỉ lấy một cái lượng nhỏ thôi là ok rồi ha. Đây, đây mình chỉ lấy cái lượng nhỏ như này thôi ha. Đó, chấm chấm từng chỗ lên cái mặt á. Đó, rồi bắt đầu mình sẽ chấm đều ra.
đánh đều ra trước, xong rồi bắt đầu mình mới đánh cho nó đều ha. Tức là mình sẽ bấm từng nơi trên cái khuôn mặt á, để cho nó hơi đều đều á. Đây, cái game này nói chung là nó không có đặc lắm các bạn, thì mình chế ra rất là nhanh thôi ha, rất là nhanh. Đây rồi, cái này mình không có sử dụng kính ha, không có sử dụng cái kính riêng á, thì nó sẽ dễ thấy hơn. Coi mình sẽ trực tiếp để nhìn trên cái màn hình á. Đó. Mình hay bị vấn đề là sao các bạn, nhất là xung quanh cái lỗ mũi nè, xung quanh cái miệng nè. Thì các bạn đánh á, thì nói chung là các bạn sẽ mua cục mút để bạn tán tán ra đó. Mình có thể là tán ngang ra hoặc là bạn tán lên ha, đừng có tán xuống là cái mặt nó chảy xệ đó. Đó, bây giờ có tuổi rồi, bắt đầu có nếp nhăn rồi đó, mà đánh cái kiểu đó nữa là rất là nhanh bị nhăn. Ok, thì nói chung các bạn, mình cũng rất thích là cái trang điểm á, ý là mình tự thích tự trang điểm mình á, chứ mình cũng không thật sự thích cho người khác để trang điểm cho mình á. Bởi vì sao các bạn, khi mà trang điểm á, đối với con gái á, thì theo mình nghĩ làm đẹp đó là một cái phương pháp để giảm căng thẳng á, tức là xả stress á. Đó, đó là một cách make up đó. Thì và một điều nữa các bạn, ví dụ cái người đó người ta make up rất là đẹp, thì người ta nói chung là người ta biết cách make up gì đó, thì cái điều đó mình cũng không nói rồi. Nhưng mà ý là ý mình đang nói ở đây á, tức là khi mà make up á, nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái cảm xúc, y như là cái mỗi ngày á, y là cái người đó sáng người ta dậy, ồ cảm thấy cái ngày đó rất là vui các bạn, hay là điều kia đó trong người rất là thoải mái, người ta make up rất là đẹp. Ý là nó sẽ phụ thuộc vào cái tâm trạng của cái người make up nữa các bạn. Đó. Ví dụ như cái chân mày đi, bữa nay vẽ rất là đẹp, nhìn rất là tự nhiên. Sau ngoài bữa sau, sao vẽ sao kỳ kỳ, nhìn nó rất là cứng cái tay á. Đó, thì nó đó là theo cái cảm xúc nữa các bạn, theo tâm trạng cảm xúc của cái người make up nữa. Đó, đó nó sẽ phụ thuộc vào xấu hay đẹp, nó phụ thuộc vào tâm trạng nữa ha. Đó. Ok, và mình nghĩ có lẽ là cái lớp nền nó cũng ok rồi, thì mình cũng đánh rất là mỏng thôi. Mình cũng ý là khi các bạn mà make up quá dày á, các bạn nhìn nó biết sao, nhìn nó rất là đơ đó, rất là đơ ha. Đó, cho nên mình sẽ make up rất là nhanh thôi. Và cái tiếp theo là mình sẽ đánh cái phấn nền. Hồi nãy cái này là cái kem mà các bạn, đó cái kem đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ đánh đánh là cái phấn ha, cái phấn nền, cái phấn. Đó. Thì tùy các bạn thôi, các bạn có thể chọn cái màu á, cái màu phấn á, nó phù hợp với cái da. Nhiều bạn rất thích cái màu trắng các bạn, trắng hơn cái da của mình, rồi các bạn có thể là chọn cái màu tiệp với cái da của mình, rồi các bạn có thể là chọn cái màu là sáng hơn, tối hơn. Rồi đây, đây là cái loại mà mình mua, đây cái chữ đây các bạn. Đó. Nhìn cũng rất là ok ha. Thì nói chung là mình cũng không có thường xuyên mà make up, chỉ khi đi đám cưới hay là đi đâu mình make up thôi, chứ chứ bình thường mình đi uống cà phê hay mình đi ra ngoài mình chỉ vẫn là đánh chống nắng đó, rồi gì nữa ta, chống nắng rồi vẽ chân mày lên, rồi thánh son, đôi khi là mình sẽ vẽ một cái vẽ cái mí mắt, hoặc là mình đánh mascara lên cái mắt thôi, cái lông mi thôi đó. Đó, mình chỉ thích cái đơn giản như vậy thôi, vì thứ nhất sau các bạn tại vì rất là nhanh, thứ hai nữa là mình thích một cái gì đó nó rất là đơn giản ha, không cầu kỳ ha. Còn khi mình đi đám tiệc thì nói chung là đi đám cưới này kia đó, nó cần một cái sự gì đó nó hơi chỉnh chu hơn một xíu á, thì mình sẽ trang điểm vậy thôi. Và nếu các bạn trang điểm kỹ thì nói chung là cái mặt nó nhìn nó sẽ cái nền rất là đẹp hơn thôi. Đó thì kiểu vậy thôi. Đó là một cách, như là
tôn trọng cái người xung quanh á, ý là vậy đó. Nhưng mà mình đặc biệt không thích là đánh rất là dày ha, nhìn nó giống như là những cái người ca sĩ, những cái người biểu diễn thì nó cũng không hay lắm ha. Đó, ok, thì mình nghĩ là ok đó đó. Rồi thì ok, xong cái phần này thì có lẽ là mình sẽ làm tới cái phần chân mày các bạn, tại vì mình rất là xem trọng cái phần chân mày. Ok, đợi mình xíu nha. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái phần chân chân mày các bạn. Thì mình cái chân mày thì mình sẽ thích những cái màu rất là tự nhiên, hoặc là cái màu nâu á các bạn, nâu hơi hơi nâu nâu thôi, chứ không phải là nâu mà dạng là rất là nâu á. Mình chỉ thích một cái gì đó rất là tự nhiên ha. Chắc có lẽ mình phải dùng một cái kiếm riêng để mình định vẽ chân mày cho nó ấy. Rồi bây giờ chân mày thì bữa cái video trước mình đã có nói sơ rồi các bạn. Đó thì mình sẽ đánh theo cái khung. Trước khi mình đánh chân mày á các bạn, thì nói chung là trước khi các bạn trang điểm, các bạn nên cạo lông mặt trước. Đó là một cái bước rất là quan trọng ha, để như là định hình cái khung chân mày á, thì các bạn vẽ lên rất là tự nhiên đó, rất là dễ chứ lộn, nhầm nhầm, rất là dễ ha, rất là dễ, nó không có bị như là ấy á, như là nó sẽ không có bị tùm lum mà các bạn rối, các bạn sẽ không biết vẽ như thế nào á. Thì tốt nhất là các bạn nên cạo cái lông chân mày, cạo lông mặt trước đó, thì các bạn trang điểm lên nó sẽ rất là dễ. Rồi mình sẽ như dạng là cái khối trước vậy đó ha. Đây thì cái chân mày mình vẽ cũng rất là đơn giản các bạn, mình không có, nói chung là mình sẽ tập trung với cái chân mày nhiều, nhưng mà mình vẽ rất là lợt, chứ không 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 thích vẽ nó đậm á, tại vì chân mày các bạn rất là quan trọng khi mà các bạn vẽ lên á. Ví dụ các bạn cái vẽ chân mày rất là sắc, nhìn nhìn vô là nhìn rất là dữ các bạn đó, thì các bạn nên, theo mình nghĩ là chỉ vẽ ít ít thôi. Thì nói chung là sẽ tùy theo cái gu của các bạn thích vẽ đậm hay lợt hay là như thế nào đây các bạn vẽ ha. Nó vẽ ra thấy tùm lum tà la rồi đó. Oh baby, when you see your clothes, Rồi thì mình vẽ xong cái này á, thì bắt đầu mình sẽ tán ra bằng một cái phía bên này các bạn đó, mình sẽ tán ra để cho nó đều, nó không có bị vón cục lại á. Đó. Thì nói chung là các bạn có thể tán như thế này, hoặc các bạn có thể là tán lên. Đó thì chắc mới đầu mình sẽ tán lên đi cho nó. Đấy, rồi bắt đầu mình sẽ tán qua. Đây, đó. Và cái xu hướng hiện nay ấy, các bạn thì người ta rất thích đánh chân mày theo kiểu tự nhiên á, thì người ta sẽ không có vẽ cho cái nó sắc cái đường nét, nó yên là nó sẽ vẽ một cái gì đó nhìn vô rất là tự nhiên, yên là chân mày tự nhiên đó các bạn, tức là những cái đường hai xung quanh chân mày nó sẽ không có đậm, không có đậm, không có tạo một cái độ sắc nhất định ha. Đó thì cái này mình cũng sẽ đi. Thì nói chung á, khi các bạn vẽ chân mày, các bạn để ý đi, một bên rất là dễ, một bên rất là khó vẽ, tức là các bạn phải cân bằng, cân đối hai bên cho nó đều á. Đó thì nói chung là nó sẽ có khó khăn như vậy, nhưng mà không sao, không sao. Ok, mình có lẽ là mình thấy chân mày nó ok rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại xíu nữa là ok rồi, mình sẽ lấy tay tém á các bạn. À, tém trước như thế này để cho nó vào cái khuôn.
sắc em nó ok ha. Và tiếp theo là mình sẽ đánh cái vùng mắt đó các bạn. Đó, mình sẽ đánh cái vùng mắt nha. Rất là thích cái vẽ cái mắt á. Đây. Nhưng mà đây là cái màu đánh má hồng. Cái màu này là màu đánh má hồng. Ok, và mình sẽ lấy cái màu mắt đâu? Cái màu mắt đâu rồi? Màu mắt ơi. Màu mắt đâu rồi? Đây các bạn, cũng là còn một cái loại của cái kem nền lúc nãy á các bạn, nhưng mà đó, rồi bây giờ mình sẽ kiếm một cái bút vẽ của mình đâu. Ý, sorry các bạn, có lẽ là mình đang quên một bước rồi. Đây là mình sẽ mình sẽ chút cái mascara các bạn, mascara cho cái phần chân mày của mình á. Đó, khi mà em chút lên thì cái nhìn cái cọng chân mày nó sẽ cứng lại, nó sẽ y như là vô một cái khuôn á. Ok rồi, bên đây cũng vậy ha. Dính rồi đó, bị dính rồi đó. Mình rất thích vẽ chân mày các bạn. Và mình nghĩ là các bạn cũng nên thường xuyên mình tập vẽ chân mày mỗi ngày các bạn. Thì thứ nhất các bạn sẽ tự rút ra kinh nghiệm cho các bạn. Thứ hai là các bạn sẽ như là điều chỉnh cái dáng chân mày nào nó hợp với các bạn á. Thì các bạn sẽ vẽ như vậy. Ok. Và bây giờ phải chùi cái này đi. Nó bị lem. Ok, để mình xíu nha. Đây mình sẽ lấy cái này để mình chùi. Ok, và bây giờ mình sẽ tới cái phấn mắt nha các bạn. Phấn mắt nha. Để mình xíu nha. Tại vì mình mới sửa cái tóc lại cho nó đừng có rớt xuống để cho nó khó chịu ha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh phần mắt nha các bạn. Ok. Và hồi nãy là mình đã giới thiệu cho các bạn cái hộp này rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha. Đây là cái phần đánh mắt đây các bạn. Đây cái phần đánh mắt đây, nhưng mà nó chỉ là một cái gì đó, những cái màu rất là cơ bản thôi, và mình sẽ phối thêm cái màu này ha cho nó dễ thương hơn. Rồi ok. Có lẽ là mình sẽ phối cái này trước, những cái màu nào mà nó đây các bạn. Rồi mình sẽ lấy một cái màu cơ bản nhất nha. Cái này đánh gì vậy ta? Kiếm cái cọ đánh mắt không có thì ok, mình sẽ lấy cái tay mình đánh luôn. Đây. Mình sẽ đánh cái màu hiện là cái màu cam đất các bạn, cái màu cam đất á, cái màu đó, mình sẽ đánh lên như thế này. Ok. Đó, mình sẽ đánh cho nó đó. Đánh thêm phía này miếng.
Mình sẽ thích những cái tông màu nó ấm ấm như thế này các bạn, rất là dễ, các bạn có dễ dễ phối, dễ đánh để mà phối màu á, rất là dễ ha. Đó, đó, mình thích những cái màu rất là đẹp như vậy á. Rồi, ok, mình nghĩ là đây, cái màu nó cũng là lên một chút là cơ bản rồi. Thì mình sẽ phối thêm một vài màu lên. Ồ. Đây đây đây. Rồi mình sẽ đây coi mấy cái màu này có màu nào đẹp không, mình sẽ phối lên ha. Ok. Rồi, ok. Thì nói chung là mình sẽ thích cái màu đen hơn xíu các bạn, thì nhưng mà ok. Rồi. Đánh tùm lum tà la hết. Mình sẽ cái phần rất là khó khăn đối với mình đây các bạn, đây là sẽ vẽ cái mí á. Cái này sao nó không ăn người ta. Rồi tới cái phần này mình cảm thấy rất là khó khăn để vẽ được các bạn, đó là vẽ mí. Để mình xíu nhá. Tại vì khi mà một con mắt nhắm một con mắt mở thì các bạn sẽ không thể thấy rõ để các bạn vẽ đó. Thì nói chung mình rất thích vẽ cái này các bạn, nhưng mà nó hơi khó khăn đối với mình. Rồi để cho nó khô nha, tại nó này là cái
nước á, cái loại nước đó bạn. Ok, nó bị dính dính. Ok, sau một hồi vẽ vời rồi giống như là trang điểm đi chơi Halloween. ok, và mình đã quay trở lại rồi các bạn. Thì nói chung là mình phải nhìn cái kính nó mới thấy đường các bạn, tại vẽ cái này rất là mệt. Rồi hồi nãy là mình vẽ nó bị lem cho nên mình đã bôi một vài thứ rồi, giờ phải chỉnh lại. Ok. À. Đó, phải chỉnh lại một xíu. À, ok, mình sẽ chỉnh lại xíu nha các bạn. Dễ y như là dễ đi chơi Halloween luôn nhé. Ok, có lẽ là như vậy là được rồi ha. Rồi. Và tới một mình phải chỉnh lại cái mắt một xíu nữa. Và bây giờ là mình sẽ bấm lông mi. Bấm lên một chút lông mi. Như là chưa bấm bên này phải. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp theo các bạn. Cái phần tiếp theo là mình sẽ đánh khối. Đánh khối cho gương mặt nó nhỏ nhỏ lại xíu. Đây 3D là đánh khối 3D các bạn. Cho nó sẽ ở đây thì nó sẽ gồm có mấy màu như thế này đây. Đây, ba màu ha. Mình sẽ đánh màu tối. Đây, khi mà đánh khối thì cái vùng nào mình cần che mình đánh vùng đó nhé. Đây. Ừ.
Rồi ok, mình sẽ đánh đây các bạn. Mình đánh cho nó tối tối lại, tối tối lại thôi. Cái mặt như cái mặt mâm. Nãy quên đánh số mũi nha. Không có màu đánh số mũi rồi, mình lấy cái màu mình đánh luôn. Đại đó, quốc đại nó như thế. Rồi, mình sẽ đánh nó hồn lên. Cái nào cho nó hồng hồng ẩn ẩn lên ha. À, đánh tốc hành luôn. Rồi bây giờ cái phần quan trọng là mình sẽ đánh môi lên. Mình sẽ bấm môi dưỡng trước.